Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Hưng Kính cùng đồng bọn hành tiểu thương chợ Long Biên thế nào? Với danh nghĩa là những nhân viên của tổ bốc dỡ số 2 chợ Long Biên, Nguyễn Kim Hưng tức Hưng Kính đã chỉ đạo các tay chân sử dụng các thủ đoạn chèn ép, gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên. Sáng ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm 5 bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ thu tiền bảo kê xảy ra tại chợ Long Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Các bị cáo đưa ra xét xử gồm Nguyễn Kim Hưng tức Hưng Kính, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ bốc dỡ số 2 chợ Long Biên, Nguyễn Hữu Tiến tức Tiến Hói, Lê Thanh Hải tức Hải Gió, Nguyễn Mạnh Long tức Long Cao và Dương Quốc Vương tức Vương Lợn, nhân viên tổ bốc dỡ số 2. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Mai Văn Quang và Viện Kiểm sát Nhân dân, kiểm sát viên thực hiện quyền công tố là Lê Tuấn Anh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo cáo buộc, Hưng Kính không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, không có quyền đổi xe, sắp xếp các xe trong chợ Long Biên, chỉ có quyền chi tiêu số tiền bốc dỡ hàng hóa mà phải nộp ngay số tiền đó được đã thu trong ngày. Dưới danh nghĩa là nhân viên của tổ bốc dỡ số 2, Hưng Kính đã chỉ đạo Vương Hải Long sử dụng các thủ đoạn chèn ép gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh của nhà hạ gia đình anh Hoàng, anh Hà, chị Nghiêm Thúy Nga kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên. Các đối tượng sử dụng các cách thức như đuổi không cho ô tô đi đến hay đỗ tại hộ kinh doanh của anh Hà, chị Nga, cho nhân viên lái xe chắn trước kiosk, kéo cá thối để cạnh kiosk của chị Nga, đuổi không cho nhân viên của chị Nga bốc dỡ hàng hóa, nhưng anh chị vẫn phải trả tiền bốc dỡ cho nhóm của Hưng Kính. Sáng hàng ngày, Hưng Kính cùng Tiến, Hải Long và Vương trao đổi, hội ý với nhau tại khu vực bơm chạm xăng phòng cháy chữa cháy để thống nhất số tiền thu bất hợp pháp. Hải, Long và Vương nộp số tiền và thu được cùng với bảo kê cho Tiến. Để quản lý việc thu tiền của các nhân viên, Hưng Kính lắp đặt 2 camera theo dõi cho các nhân viên trong tổ bốc dỡ theo dõi và kiểm tra lẫn nhau. Hưng trực tiếp kiểm tra soát việc Hải, Long, Vương nộp tiền và bảng kê cho Tiến vào mỗi buổi sáng. Tại các buổi hội ý, Hưng yêu cầu Hải, Long, Vương không bốc dỡ nhưng vẫn thu tiền, không để cho nhân viên bốc dỡ của các hộ kinh doanh tự ý bốc dỡ với lý do thực hiện hợp đồng bốc dỡ với ban quản lý chợ Long Biên và chỉ cho nhân viên tổ bốc dỡ số 2 mới có quyền bốc dỡ. Hưng Kính chỉ đạo Tiến khi ban quản lý chợ đã trả đủ lương cho các nhân viên thì xé các trang ở sổ ghi tiền thu tiền hàng ngày với bảng kê nhỏ do Hải, Long, Vương nộp. Theo tài liệu do chị Nga và anh Hà cung cấp, từ ngày 14 tháng 3 năm 2018 đến ngày 1 tháng 9 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hưng Kính, Hải cùng với Long, Vương đã thu của chị Nga và anh Hà tổng số tiền lên tới 28 triệu đồng. Trong khi đó, Hải thu được số tiền hơn 15 triệu đồng, Long thu được hơn 12 triệu đồng và Vương thu được 740.000 đồng. Tiếp nhận từ Hải, Long và Vương tổng số tiền hơn 28 triệu đồng nhưng chỉ nộp về cho ban quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Tiến, Hải, Long và Vương khai nhận từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 24 tháng 9 năm 2018, các bị can được chia tổng số tiền là 46,4 triệu đồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ. Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý đã xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư